Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin thể thao 24/7. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay đã diễn ra chặng đua thứ 11 của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. Dù là một chặng đua khó khăn khi các cua rơ sẽ phải chinh phục hai ngọn đèo, nhưng với một ngày nghỉ sẽ có sau chặng này, nên tất cả các vận động viên đều bung sức để tạo ra những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Trước khi bước vào chặng 11, Ban tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã tiến hành trao giải cho các vận động viên ở chặng 10. Sau khi lễ trao giải kết thúc, các tay đua bước vào thi đấu chặng 11 có lộ trình từ Tuy Hòa, Phú Yên tới Nha Trang, Khánh Hòa với độ dài 121 km. Ở chặng này, các vận động viên phải vượt qua hai con đèo là Mũi Điện và Đèo Cả. Ở hai ngọn đèo này, chiến thắng đều thuộc về các tay đua nước ngoài. Và chiến thắng ở chặng 11 cũng thuộc về tay đua đến từ Philippines, Paul Morales. Các tay đua Việt Nam cũng đã có 3 vận động viên nằm trong top 5. Ngày mai, các tay đua sẽ được nghỉ để phục hồi thể lực và một ngày sau đó, 15 tháng 9, các tay đua sẽ bước vào chặng 12 từ Nha Trang Khánh Hòa tới Đà Lạt có độ dài 136 km. Trong khi đó mới đây thì giải thưởng Cúp Chiến thắng lần thứ 3 đã chính thức được phát động. Đây là giải thưởng để vinh danh những đóng góp của các vận động viên thể thao Việt Nam do cả người hâm mộ cũng như là hội đồng chuyên môn bầu chọn. Cúp Chiến thắng là giải thưởng thường niên do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức nhằm tôn vinh một gương mặt xứng đáng nhất cho mỗi hạng mục bình chọn. Tổng cộng sẽ có 8 hạng mục giải thưởng sẽ được trao cho các vận động viên, huấn luyện viên có những thành tích thi đấu ấn tượng, góp phần vào thành công chung của thể thao Việt Nam. Giải thưởng Cúp Chiến thắng dự kiến sẽ được trao vào tháng 1 năm 2018. Còn trong ngày hôm nay thì đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã chính thức lên đường tham dự ASEAN Paragame 2017. Và thể thao có lẽ là nơi mà các vận động viên của chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng được nhất những nỗ lực vươn lên của các vận động viên người khuyết tật. Và thậm chí thì nhiều vận động viên người khuyết tật của Việt Nam đã phải nỗ lực hơn vì mỗi khi bước ra đấu trường quốc tế thì ngoài tài năng thì các vận động viên của chúng ta phải chịu nhiều thiệt thòi từ những dụng cụ hỗ trợ thi đấu. Câu chuyện về vận động viên cầu lông Trương Ngọc Bình sẽ là một ví dụ. Chiếc xe lăn này được một người bạn Pháp tặng cho anh Bình từ năm 2004 và đã theo anh dự đủ các đấu trường, giành các vinh quang với 3 huy chương vàng Paragame, 1 huy chương vàng châu Á và 2 huy chương đồng thế giới. Dù đã khá cũ, nhưng anh cũng không có ý định thay mới. Ở đây có rất nhiều xe lăn, nhưng mà những cái xe lăn nó không tốt thì khi mình thiếu cái bước di chuyển, giống như mình chạy không tới thì mình xe lăn mình lăn không tới thì mình không thể nào đánh được tốt cái cầu được. Xe lăn cho cầu lông khuyết tật được thiết kế khá đặc biệt với phần chống lật ở phía sau, giúp các vận động viên có thể dễ dàng di chuyển. Do thiếu kinh phí nên bộ môn phải xin xe tài trợ, nhưng hầu hết đều không đủ tiêu chuẩn thi đấu. So với các nước khu vực ấy, thì cái xe của mình kém chất lượng rất là nhiều. Có rất là nhiều xe nhưng toàn xe của tài trợ, của Mỹ tài trợ, những cái xe cũ như của bóng rổ chuyển sang thôi. Chứ còn nếu về chuyên môn thì cũng không đạt được tiêu chuẩn. Nhưng mà anh em vẫn cố gắng tập để thi đấu bằng những cái chiếc xe đó. Trước tình trạng trên, có khá nhiều những chiếc xe lăn tự chế ra đời, nhưng cũng chỉ phục vụ các giải trong nước. Phóng viên chúng tôi cũng đã thử đi xe lăn đánh cầu lông để cảm nhận rõ hơn sự vất vả của các vận động viên. Thưa quý vị, tôi vừa có một trải nghiệm rất thực tế về khả năng di chuyển của hai chiếc xe lăn, một chiếc do Đức sản xuất và một chiếc tự chế. Chiếc xe lăn thì được ví như là đôi chân của các vận động viên. Và để có một thành tích tốt thì cần phải có một đôi chân tốt. Paragame năm nay, anh Bình lại tiếp tục đồng hành cùng chiếc xe lăn cũ. Mơ ước về một chiếc xe hiện đại hơn để thi đấu thì chưa biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay UEFA Champions League đã chính thức trở lại với nhiều cảm xúc mới mẻ. Hai đại diện của nước Anh là Chelsea và Manchester United thì cho thấy họ vẫn chưa quên cách để giành chiến thắng ở đấu trường này sau một vài năm không tham dự. Còn Lionel Messi cũng lần đầu tiên biết đến cảm xúc ghi bàn vào lưới của Gianluigi Buffon sẽ là như thế nào. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin thể thao 24/7 ngày hôm nay của chúng tôi. Tương tự như trận tứ kết lượt đi ở mùa bóng năm ngoái, cuộc hội ngộ giữa Barcelona và Juventus ở khai màn mùa giải năm nay cũng kết thúc với tỷ số là 3-0. Chỉ có điều đội bóng giành chiến thắng không phải là đại diện của Italia mà là Barcelona. Lionel Messi là người ghi dấu ấn đậm nét nhất với một cú đúp, xen giữa là bàn thắng của Ivan Rakitic. Và 3-0 cũng là kết quả của hai cặp đấu khác với phần thắng nghiêng về các tên tuổi lớn như là Manchester United hay Bayern Munich. Đội bóng nhà giàu Paris Saint-Germain đánh bại Celtic 5 bàn không gỡ,
trong đó hai tân binh là Neymar và Mbappe đều lập công. Tuy nhiên, chiến thắng đậm nhất trong loạt trận mở màn thuộc về Chelsea khi nhà vô địch nước Anh khiến thủ thành của Carabao phải 6 lần vào lưới nhặt bóng.